Đây mưa nó rất to nhưng mà vẫn tuân thủ làm. Điển hình nhiều cái ổi. Điển hình là bộ dân sinh cái ổi. Quả trời mưa to quá luôn. Cái ổi này là giống ổi gì vậy anh? Ổi lá chung. Ổi lá chung hả? Ờ. Đó, hai thân thì vẫn là độc đạo luôn. Hai cái thân này một thân thì nó ọt trưởng hơn thân nó chảy lên ngoài hả? Quái. Này, cái này thì nó là đi lên. Cái đường này nó đi xuống. Ui, mưa to quá. Cái này mà định hình lại bộ giám xương nuôi cho nó lớn là cái này là cái lên tiền này. Cái đẳng cấp đấy. Chạy nó lớn không anh? Chạy đây sau này nó lớn không? Lớn. Chạy lớn hả? Bự là cái của thầm đó. À bự là... Chính cái thầm đó. À. Bự là trái đó bự hơn là cái chút rồi. Ừ. Chính cái thầm dữ lắm. Ruột đỏ hay ruột trắng anh? Ruột đỏ. Ruột đỏ. Chính cái thầm dữ lắm. Ừ. Chính hơi cách 2-3 mét, nó thầm tới, thầm dữ lắm. À. Ổi này là ổi cái giống ổi gì anh? Ổi lá chung. Ổi lá chung nhưng mà ý là có lá nó mà nó còn cái giọng của nó ổi rừng hay là ổi miền Tây rồi. À. À, cái ổi làm được tạo dạng bonsai rất là hay quý vị. Giờ chúng ta cùng xem làm. Trời mưa lớn quá quý vị ạ. Số tác phẩm máy chống thủy đô bên kia thì lúc trước nó quay rồi thì có thể vào để xem lại được. Số tác phẩm máy chống thủy bên này. Đây khá là đẹp, còn đang nằm ngoài mưa rồi. Đây, một tác phẩm máy chống thủy bên kia cũng rất là lớn. Bên kia thì giống như lịch sử luôn các vị. Lớn lắm nhưng mà đường xa quá quý vị. Xa là tích ngoài kia rồi. Nhưng mà zoom lại cho mọi người thấy rõ hơn thôi. Đây xem anh định hình lại cái ổi. Ổi đá chung. Có hai thân rất là quái. Để chia sẻ thì cái ổi này chạy rất là thơm quý vị. Quay cái gì ngắm chơi. Ở bên ngắm mấy cái tên làm cây cũng ngắm một số tác phẩm đẹp đẹp của tôi mấy. Đây là cái đêm xám clip trên trước luôn đã quay rồi. Thì bây giờ đã định hình xong cái đêm xám rồi. Đây là nó dẻo anh, cái cành nó dẻo hả? Gần như chiều nào cũng mưa. Các bạn nay vào mùa mưa mà. Cái này nhìn về nhưng mà cái mấy cái giám trí là nuôi lâu lắm rồi nha. Lâu lớn lắm rồi. Xong là nhìn đẹp trái liền à.
nay sáu mươi hai giờ mình chịu quần nặng lại này, quần nặng theo sở thích của mình, nó nhiều nhìn gần. Cân bổ từng nào ra từng đó rồi đấy. Đó, từng lập lớp cho nó cân đối.
mà sau khi được làm cho vào kẹp và uốn nắn lại cái dáng thế của nó. Đây là cũng một cái cách mà làm nó đơn giản nhưng mà không phải là ai cũng làm được đâu quý vị nhé. Nhất mình phải có cái tầm mắt, tầm nhìn về cây, sau đó mình mới tạo dáng cho nó được. Gần như là đã gần hoàn thiện về tác phẩm này rồi. Uốn nắn, phấn lớp các cái bộ bông tai bông tang ở phía trên, định hình lại bộ bông tai bông tang. Đây là cái đường cơ bản nhất trong cái cách chơi bonsai như quý vị. Đường này cơ bản nhất trong cái cách chơi bonsai, tạo dáng cho cái bonsai. Từng lớp nào ra từng lớp đó nha quý vị. Đấy. Từng dưới cùng. Rất là gọn gàng. Rất là mình. Rồi từng chết. Và phần chóp ngọn. Là được phân bổ rất là rõ ràng. Rồi Long xin kết thúc clip tại đây. Quý vị thấy video thú vị thì hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho tinh thần của tôi Long quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Một tác phẩm đã được làm và định hình lại rất là cân đối. Rồi Long xin kết thúc clip ở đây ạ.